Đó, thì hôm nay team tôi sẽ nói chung á là kêu ông Hết với thằng Đức cống ra ba mặt một lời luôn nha anh em ơi. Nhưng mà kêu thì thằng Đức không đi rồi đúng không? Dạ. Chắc chắn rồi. Đó, thì bây giờ thì ba thằng bay sẽ có nhiệm vụ kêu thằng Đức đi uống cà phê, sẽ tạo bất ngờ cho nó, nói là có món quà bất ngờ cho nó. Rồi tôi là sẽ điện ông Cốt nha anh em, rồi xong kêu ông Cốt ra, bịt mắt ông Cốt lại, bịt mắt ông Đức cống lại. Xong rồi mở ra hai thằng đối diện với nhau, chắc mắc cự lắm á anh em ơi. Dữ vậy? Ừ. Đúng không? Rồi, thì bây giờ Phú Phú điện ông Cốt đi Phú. Mình gặp ổng chắc hai thằng mở mắt ra chắc cự lộ luôn á mày ơi. Qua đây phải không? Ừ, điện đi. Rồi, kêu ổng qua đây uống cà phê chơi. Qua đây có công chuyện nè, qua đây có công chuyện nè, dữ lắm, dữ lắm. Như kêu 502 quá. Gì? Hello. Thầy á? Ừ. Qua đây đi uống cà phê nè, có công chuyện nè. Gấp lắm. Gấp lắm. Muốn vậy? Nhanh đi. Nhanh có công đi. Chuyện. Em mới lên, em mới quê lên nè, lẹ đi. Ừ. Ủa đâu? Bên này, qua đi, qua cái đi. Qua nhà Quý đi. Rồi. 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 Bây giờ ba thằng bay sẽ có nhiệm vụ là xuống nhà Đức rủ Đức nha. Ok. Rồi tao tao lo phần ông Hép nha. Rồi bình thường thôi, rủ Đức cống thì em rủ được bình thường. Rồi đúng. Thì bây giờ tôi sẽ vô tôi lấy cái dây khăn lực để đeo vô mắt anh Đức nha anh em. Anh em ơi, đó, tôi sẽ lấy cái này tôi bịt mắt anh Đức và tôi sẽ lên nhà anh Đức để tôi cho anh Đức với ông Thép một bài nha. Đây là hai thanh niên Nam nha anh em. Tôi là người Bắc. Đã ra đường á là tôi không có đội mũ, hiểu không? Hiểu vấn đề không? Không. Thì ba anh em tới nhà Đức cống rồi anh em ơi. Giờ vô hỏi nội Đức cống cống nhà không nữa. Đi chơi mày ơi. Đi chơi nha. Chơi ghệ gì vậy? Ghệ. Tôi quà mới lại. Có Đức cống nhà bà. Đức cống đâu? Cống hồ. Xuống chơi. Má anh em lâu xuống chơi vậy? Ngủ xuống cà phê nè. Xuống cà phê chơi. Thôi uống gì ba khùng nhưng đi uống. Không mà hôm nay bọn em có món quà bất ngờ. Ôi mẹ không có gì tốt lạnh chứ. Gì có gì tốt lạnh không? Uống một con Quý không hết giờ không? Không. Không. Lâu ở ngày gặp đi uống cà phê cho ba. Rồi con da nè. Đi quánh giá. Đi có ba hàng, ba hàng, bốn hàng à. Má tao ngủ mệt chết. Mệt gì lâu lâu tao xuống tới đây tao ngủ cà phê em đi trời. Thôi xíu về đi. Có ông Quý, em hết giờ không? Có đâu. Đúng là tao à. Bốn mình quánh giá. Có tao không đi luôn nha. Ừ. Bốn mình. Đi. Nếu có cho con về luôn. Chắc chưa? Chắc. Đi nè. Đi. Không biến đi. Ôi đi đi. Trời, cái gì đâu. Đi chơi ba ơi. Đi uống cà phê chơi. Nhà làm gì? Chắc không? Chắc 100% luôn. Không đâu hết luôn. Đúng. 100% nếu có bạn về luôn. Chứ cho bạn về luôn. Gì vậy? Đi. 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 Đi go. Đi luôn bà ơi. Đó. Thì bạn anh Đức cống tới rồi nha. Ê, chút mà nó qua gặp ông Thép với Quý Mở làm sao trời biết sao. Ôi, Đức chặn ba mình biết có vấn đề rồi quá. Chân trời rồi. Chơi luôn đó. Ok. Ông tới rồi anh em ơi. Vợ đưa cái gì á. Có tôi với ông đi à. Có hai mày nữa. Mấy chị đi sao Phú điện tao hả? Thì tụi nó mãi trước rồi. Đi. Đợi nó lên cái đợi xíu nha. Chở đi. Rồi. Không, hôm qua tối tao lại chìm á, tao có làm gì đó đâu, nó vô chửi tao chụp cho Đức cống á. Má kệ tao đi, kỳ cục. Mình uống cà phê kệ nó đi, có gì đâu. Tính nó kỳ cục vậy trời, tao không có đụng chạm nó chứ. Vô chửi tao chụp. Uống cà phê chơi, bỏ qua cái chuyện của Đức cống đi. Thôi, giờ đi thôi nha anh em ơi. Tốt là tốt là gặp nó, tao đéo nói chuyện nó luôn. À, có gì từ nói nha ba. Nói gì ba, ai đâu nói ba. Rồi, đi. Ủa có Đức ra đó là gì? Đức cái đầu không nữa. Lắp mẻ là tình cảm lắm hả? Anh em nhìn nè. Cái gì mà đẹp dữ vậy trời, anh Hép. Mày làm lấy là Lan Thường nữa nha, Lan đột biến nó còn đẹp dữ nữa ba. Gì? Thiệt á. Anh em nhìn quán cà phê nè. Chiêu.
Có đã luôn ha. Có đã, lý tưởng. Có nhảy nữa kìa. Thôi ngồi cái đi em ơi. Có nhảy nữa kìa. Đợi nó qua ha. Rồi. Nhưng mà một hồi á, một hồi con sẽ tặng ông một món quà. Món quà gì? Chưa không? Nhưng mà ông phải bịt mắt lại nha. Bắt gì nói trời. Món quà này chuyện chuyện sinh nhật sớm. Sớm luôn hả? Ừ. Vui không? Vui không? Tụi nó đi chuẩn bị như quà. Mở ra buồn là chia tay đó. Ừ. Yên tâm. Okay, luôn. Thì đây là tôi đặt cam đây để tạo bất ngờ cho ông hết nha anh em. Ông chuẩn bị có một điều bất ngờ. Ai? Gần tới rồi. Sắp tới rồi đó cha. Ê, tắm tắm tắm. Dừng lại. Từ từ cái cha. Hồi anh tới đi là anh biết anh Đức ơi. Quả thôi à. Bắt lại đi, không ý nha. Rồi. Chích vô, tôi ngồi đây tôi dịnh ăn luôn. Lộ qua đây nè. Ok, ok, ok. Dính bẫy rồi. Ở nhà đó nó giận mình người sao anh Phú? Giận rồi chứ sao giờ hơn. Ngồi đi nghe, không được nói chuyện nghe. Không được nghe, đừng. Có chuyện nè. Ngồi nó đi, có bất ngờ, yên tâm. Không nói trời. Đừng nghe, không có mở mắt ra nha, mở mắt ra là con chó đó. Đừng nghe, không có nhìn lén nha. Đừng nghe, không có nhìn lén nha. Đợi xíu đi. Quà lớn mà. Từ từ nghe, từ từ tôi kia mở mắt sẽ có bất ngờ. Quà thôi, tặng quà. Từ nghe, tặng quà. Từ từ nghe. Tặng quà. Từ từ nghe. Tặng quà. Bỏ đi, bỏ đi. Tôi đâu cho anh chạy. Mưa lớn rồi, không có gì hết, vô đây. Kìa mày đi nước chưa kìa, lừa gạt cái gì? Thì vô anh em ta nói chuyện nhau. Tự nhiên mở mắt gặp mặt cái mưa đùng xẻo trơn chạy. Ông bếp ở đây nè. Mưa không có về được đâu. Rồi hôm qua Đức chữ gì không? Tao la chim. Tao nói chuyện với mấy đứa kia, nói là tao đi tuần gian chơi. Cái đầu nó vô nó sợ mẹ nó chửi tao chửi châu nó chửi mày lửa vô mà ai đừng chậm đó tao có nói gì nữa không cái châu này có chuyện châu nữa chuyện châu lớn rồi cái hỏi kìa chuyện gì cái cũng dặn chứ nó rồi thôi bây giờ nè thằng Đức quay lại ông quay lại luôn là xong đừng có cãi lộn nữa mệt quá trời
đó tối ngày tao không có lụng chạm nó vô chuyện tao kiếm đâu hoài. Tao nói chuyện với tao lụng chạm nó đâu. Từ lúc mà quay clip tới giờ tao có khi nào tao lên mạng hay là tao lên cái này kia nói đâu. Nó kiếm tao nghĩa đâu hoài. Có ở đâu ông ơi. Mà anh nói mày, anh có nói gì ở đâu rồi nó thiệt anh hoài à. Trời ơi, là trời ơi trời. Còn cũng lâu. Ai đâu có làm gì đó đâu rồi. Thôi bây giờ Đức kêu lỡ rồi quay lại đi Đức cấm ơi. Làm gì không chịu. Đó mà nghe đó, không có nói gì đó rồi có vậy. Thì bây giờ mỗi người nhịn câu đi. Tự nhiên đang cứ nằm ngủ mấy cha lên vô đi cà phê nữa. Hỏi có thằng thép không, nói thằng thép nè. Chưa nói thằng thép rồi sao bạn đi. Má ơi, tôi bắt dạy không? Rồi. Có chuyện mới gì. Còn lại tôi đang ngủ nhà, nó nói qua đây em tặng quà cho sinh nhật sớm. Thôi bây giờ Đức cấm nhường nhịn cái đi cho anh em quay lại. Không có chuyện tao, mày thấy từ lúc đầu không, tao đó tao bình thường, nó nhường cho Quý Thanh đồ đá, nó không nhường tao, tao nó bình thường à. Không vô không nói chuyện cái gì đó. Giờ Quý Thanh bị gì vậy? Tại anh với ai rảnh quá ngồi rẻ anh ra vậy nè. Như Nguyễn Hùng Ánh. Những cái đó tao đó, tao đó, tao đó, từ cái lúc bữa từ clip tới giờ tao nói gì không. Mà tối ngày nó vô nó lên nói chuyện không phải lên chửi tao. Lên chửi xong rồi vô là ai cũng chửi nữa. Thôi giờ tao không vô đâu. Nó mầm hoài. Nó nói gì rồi sao vậy? Vậy là ông nói vậy là ông cũng muốn Đức quay lại rồi, cũng muốn mà, quay lại đúng không? Tại vì á, nó hẳn ra luôn tem thì nó chung ra ấy, nhưng mà nó, cái tánh nó gì thôi. Thu cái mồm hại cái thân như. Trời ơi. Đó. Trời. Mày nhỏ á. Trời trời. Ơ mày ơi, mày ơi, chữ gì đó. Trời 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 trời, ê. Mày 2K8, ông hép 997. Ờ, mày chữ gì hả? Bất dạy dữ rồi vậy. Ở đây em nhỏ nhất thôi em ơi. Cách nhau gặp có con giáp mở chữa vậy đó trời. Tao nói gì đó mày. Hả? Mày chữa đâu? Đúng không? Đúng mới chịu à. Cái gì mà mày có mày cũng nói hay vậy á. Đúng mới chịu à. Nhỏ mất dạy không? Từ đây nè. Anh nói cho Cưng Quý, Cưng nè, Quý Thanh đâu nè. Từ đây sao á, mấy đứa ha. Nó nhỏ mất dạy anh không? Từ đây sao đừng nhìn mặt anh nữa. Đó. Đi thì đi. Thôi bỏ đi nè. Thôi thôi ông hết đi. Nhỏ mất dạy không? Bỏ đi nè. Mày cũng ngu nữa, cũng miệng ta hơn. Mày ôi. Giáp mà mày chửi vậy tao cũng lại mày luôn. Ê, chở em về đi. Chở em về đi. Anh đi bộ về. Đức sao hồi nãy ông nói quà mẹ. Thấy rồi, lên em chở em về nha. Rồi, ta cũng đang bình thường, nội này nè, nhỏ. Tua người ta con giáp á. Tuổi cha, tuổi chú nó đó, mà chửi vậy đó. Ôm hép ơi. Có gì từ từ nói ôm hép ơi. Ê mày nó nhỏ mất dạy chửi anh hoài đâu hết nữa. Nói nếu mà bữa nay thì chứ cưng nha, không có cưng với mấy con ngó hay là gì đó. Anh Bính nó thiệt á, chứ nó nhỏ mà mày nghe nói chuyện không? Anh đụng chạm gì nó. Giờ cái đấy, anh đụng chạm nó đúng không? Thằng Đức nó cũng muốn rồi đó. Ơ giờ tự nhiên nói chuyện đang ấy, tự nhiên cái chim vô chửi anh gì đó rồi mày nghĩ sao? Đốt nữa người ta đang ở đâu vậy? Thôi giờ quay lại ông thử mồm Đức coi coi nó có quay lại không? Thôi thử coi. Anh á, dạy quá anh không lại đắng đâu. Công là hồi nóng luôn. Thôi. Thôi đi về à. Gì? Đi về à. Có gì nó em chở về nè em thấy ơi. Trời ơi là trời. Làm gì cơ? Vui, người ta cười. Rồi giờ ông hép đi luôn rồi. Nhưng cậy ông má thua. Đúng rồi, người ta đi. Ra tính làm quề đâu hay ông nội, đút vô một câu chửi người ta. Ngồi bà ơi, mày kiếm giải đi. Làm gì? Mày giải cuối thì tao đi luôn thôi. Đi đâu? Đâu kể tao. Mà không có ông hép thì nào có ông hép tao không được. Đi gì? Giờ sao Phú? Giờ sao? Đó đá đi rồi từ từ tính. Má mình tính vụ anh này sao mày chửi không hép đâu ha. Làm gì mày chửi không hép dữ vậy? Chửi không hép hạnh tệ luôn vậy ông nội. Chạy ra tới cậu kêu để ông về mình rồi. Trời ơi. Mặt xong rồi tao về luôn à.
Ừ. Ở đây làm gì nữa? Chị biết sao giờ? Đi đó giờ. Thôi, bye bye tất cả anh em nghe. Tưởng đâu quanh này về tao phải dạy cho mày mới được. Giờ dạy lần này đi hết cứu rồi. Hết cứu rồi. Chữ dữ vậy trời.